Chào mừng các em học sinh đến với môn địa lý lớp 7. Chúng ta đã học về châu Mỹ, châu Phi. Hôm nay cô sẽ dẫn các em tìm hiểu về một châu lục mới được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất. Băng tuyết bao phủ quanh năm, không phân chia lãnh thổ và tài nguyên. Đó chính là châu Nam Cực. Đây là vị trí của châu Nam Cực. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề 3, châu Nam Cực. Nội dung chính gồm có hai phần. Thứ nhất là đặc điểm tự nhiên. Trong phần đặc điểm tự nhiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí, giới hạn, khí hậu, địa hình, sinh vật và khoáng sản. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về vài nét về lịch sử khám phá và nghiên cứu. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên, vị trí giới hạn. Các em hãy quan sát lược đồ các châu lục trên thế giới và hình 47.1 sách giáo khoa lược đồ tự nhiên châu Nam Cực. Xác định vị trí giới hạn của châu Nam Cực. Đây là hình ảnh quả địa cầu. Nếu chúng ta lật phần đáy quả địa cầu lên, chúng ta sẽ được hình 47.1 lược đồ tự nhiên của châu Nam Cực. Các em quan sát đường màu xanh này chính là đường vòng cực nam. Và ngôi sao này chính là cực nam. Giới hạn của châu Nam Cực kéo dài từ vòng cực nam cho đến cực nam, bao gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa. Vị trí giới hạn từ vòng cực nam đến cực nam gồm phần lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa. Các em hãy quan sát bảng diện tích các châu lục trên thế giới và cho cô biết diện tích của châu Nam Cực. So sánh diện tích của châu Nam Cực với các châu lục khác thì châu Nam Cực diện tích là 14,1 triệu km vuông, xếp thứ tư thế giới sau châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Diện tích là 14,1 triệu km vuông, đứng thứ tư thế giới sau châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Châu Nam Cực được bao bọc bởi các đại dương nào? Châu Nam Cực được bao bọc bởi ba đại dương lớn, đó là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Châu Nam Cực giáp ba đại dương lớn gồm Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Đố các em biết phương hướng ở châu Nam Cực được xác định như thế nào? Khi chúng ta đứng ở cực nam thì chúng ta quay mặt về bất kỳ hướng nào đều là hướng bắc. Như vậy với vị trí địa lý đó, nó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của châu Nam Cực? Chúng ta đi tìm hiểu về khí hậu. Để tìm hiểu về khí hậu, các em sẽ đi nghiên cứu về hai trạm Distance American của Hoa Kỳ và trạm Vostok của nước Nga. Đầu tiên, các em xác định vị trí của hai trạm này trên lược đồ tự nhiên của châu Nam Cực. Đây là vị trí của hai trạm. Chúng ta sẽ đo theo hệ độ vuông góc. Chúng ta sẽ đo nhiệt độ tháng cao nhất, tháng thấp nhất và số tháng nhiệt độ dưới 0 độ C. Đầu tiên là trạm Distance American. Nhiệt độ cao nhất là tháng 1, âm 10 độ C. Nhiệt độ thấp nhất là tháng 9, âm 42 độ C. Và 12 tháng, nhiệt độ dưới 0 độ C. Còn đối với trạm Vostok, tháng 1, nhiệt độ cao nhất là âm 37 độ C. Và nhiệt độ thấp nhất là tháng 10, âm 73 độ C. Có 12 tháng, nhiệt độ dưới 0 độ C. Vậy thì qua đây em có nhận xét gì về nhiệt độ của hai trạm? Từ đó em nhận xét gì về nhiệt độ của châu Nam Cực? Qua đây hai trạm thì các em thấy rằng
nhiệt độ của hai trạm quanh năm 12 tháng đều dưới 0 độ C, rất là lạnh lẽo và khắc nghiệt. Đối với trạm Eastern American và trạm Vostok của nước Nga, thì theo các em trạm nào lạnh hơn, vì sao? Thì các em thấy, qua đo đạc thì các em thấy trạm Vostok của nước Nga lạnh hơn trạm Eastern American của Hoa Kỳ. Vì sao vậy các em? Bởi vì trạm Vostok này, các em để ý vị trí của nó nằm sâu trong lục địa, nên nó lạnh hơn trạm Eastern American của Hoa Kỳ vì trạm này nằm gần biển. Châu Nam Cực nằm trong vành đai khí áp nào? Có loại gió nào thổi thường xuyên? Tốc độ và hướng gió ra sao? Châu Nam Cực thuộc khu vực khí áp cao, có gió đông cực thổi thường xuyên, tốc độ gió rất là mạnh và hướng gió thổi ngược chiều kim đồng hồ. Có một đoạn nhật ký mang tên là Gió kẻ thù ở đáy lạnh trong bài đọc thêm, các em có thể tìm hiểu để biết đặc điểm gió của châu Nam Cực. Ở Nam Cực, cái lạnh thật khủng khiếp, song gió càng khủng khiếp hơn. Gió mạnh kèm theo bão tuyết ở Nam Cực có thể kéo dài hàng tuần, làm cho người ta dễ mất phương hướng. Gió như bốc tuyết ném thẳng vào người, làm mắt không thể mở ra được. Trong tiết lạnh mấy chục độ âm, không khí như đông đặc lại, và trong cơn gió mạnh lại càng làm cho người ta khó thở hơn. Như vậy, đối với khí hậu chúng ta cần nhớ là rất lạnh giá và khắc nghiệt, nhiệt độ quanh năm dưới 0 độ C, được gọi là cực lạnh của trái đất. Và đây cũng là nơi nhiều gió bão trên thế giới, vận tốc thường trên 60 km/h. Với khí hậu như vậy thì địa hình của châu Nam Cực sẽ như thế nào nhỉ? Dựa vào hình 47.3 sách giáo khoa, các em hãy nêu cho cô đặc điểm nổi bật của bề mặt lục địa Nam Cực. Cô cho các em quan sát một vài hình ảnh về bề mặt lục địa Nam Cực. Các em thấy chủ yếu là màu gì? Đa phần chủ yếu là màu trắng đúng không nào? Quan sát thật kỹ hình 47.3, đây là lát cắt địa hình và lớp phủ băng của lục địa Nam Cực. Thì các em thấy hai màu đúng không? Ở dưới màu xanh này chính là lục địa, còn lớp màu trắng này chính là lớp băng phủ. Và địa hình chủ yếu ở đây là núi và đồng bằng. Lớp phủ băng dày trên toàn bộ bề mặt thực của địa hình, nên địa hình khá là bằng phẳng, giống như một cao nguyên băng khổng lồ, cao trung bình là 2.600 m. Và thể tích băng ở đây ước tính là trên 35 triệu km khối, chiếm 90% thể tích nước ngọt dự trữ của thế giới. Như vậy, địa hình chúng ta nắm là gần như toàn bộ bề mặt bị băng bao phủ, tạo thành các cao nguyên băng khổng lồ, trung bình là cao 2.600 m. Các em thử tưởng tượng nếu băng ở Nam Cực tan hết thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con người trên trái đất của chúng ta như thế nào. Theo ước tính, diện tích băng của Nam Cực chiếm đến 4/5 diện tích băng che phủ của toàn bộ trái đất. Nếu băng của Nam Cực tan hết thì mặt nước của trái đất sẽ dâng cao lên đến 70 m. Điều gì sẽ xảy ra? Diện tích các lục địa sẽ hẹp lại và nhiều đảo sẽ bị nhấn chìm, trong đó có Việt Nam của chúng ta và các tỉnh ven biển. Các em có biết những hình ảnh dưới đây mô tả hiện tượng gì không? Tại sao lớp băng phủ ở lục địa Nam Cực thường xuyên di chuyển ra vùng trung tâm các biển xung quanh? Khi đến bờ, băng bị vỡ ra, tạo thành các băng sơn, núi băng trôi trên biển. Đây chính là núi băng và băng trôi, nó rất nguy hiểm cho tàu bè qua lại. Các em còn nhớ hình ảnh con tàu này không? Đây chính là con tàu Titanic huyền thoại. Nó đã được dựng thành một bộ phim rất là nổi tiếng. Và con tàu Titanic này, nó đã gặp nạn, bị đâm vào một tảng băng trôi lúc 11 giờ 40 phút đêm ngày 14 tháng 4 năm 1912,
và đã làm hơn 1.500 người chết. Còn đây là con tàu thám hiểm nổi tiếng Explorer của Canada đã chìm hẳn vào ngày 23 tháng 11 năm 2008. Rất may tất cả 154 hành khách cùng thủy thủ đoàn đã được một tàu khác đi ngang qua cứu sống. Còn đây các em biết là hình ảnh gì không? Đây chính là bản đồ của NASA, minh họa sự nóng lên của Nam Cực. Phần đỏ đậm là khu vực nóng lên nhiều nhất. Các em có biết đây là hình ảnh gì không? Đây chính là cái lỗ thủng tầng ozone đang ngày một mở rộng hơn. Vì sao lại có hiện tượng trên? Tất cả các hiện tượng trên đều là do ô nhiễm môi trường và cụ thể là ô nhiễm không khí gây nên hiệu ứng nhà kính, làm cho trái đất chúng ta ngày một nóng lên, khiến băng tan nhanh hơn và đe dọa nhấn chìm các thành phố ven biển, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Vậy thì là học sinh, các em sẽ góp phần gì để bảo vệ môi trường xung quanh chúng ta, để giảm bớt cho chúng ta bị nóng lên? Cô nghĩ đơn giản là các em sẽ bỏ rác đúng nơi quy định nè, trồng cây xanh nè, hoặc là có thể làm những sản phẩm tái chế từ những thứ bỏ đi thành những thứ có ích để góp phần bảo vệ môi trường thân yêu của chúng ta nè. Đó là điều kiện về mặt địa hình của châu Nam Cực. Còn sinh vật của châu Nam Cực thì sẽ như thế nào các em nhỉ? Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy thì sinh vật của châu Nam Cực sẽ như thế nào? Theo các em, dưới lớp băng tuyết phủ trắng quanh năm như thế này, thực vật ở đây có thể tồn tại được không? Ở đây thực vật không thể tồn tại, hầu như không có. Còn động vật thì như thế nào? Các em thử quan sát và kể tên cho cô các loài động vật ở Nam Cực mà các em nhìn thấy nhé. Đây là con gì vậy các em? Đây là hải cẩu. Còn đây là con gì các em? Đây là hải báo. Còn đây là con gì? Đây chính là loài cá vo xanh. Trọng lượng tối đa của nó đến 190 tấn lận đó các em. Rất là lớn. Còn đây là con gì vậy các em? Đây là con vật có số lượng đông đảo ở châu Nam Cực. Đây chính là những chú chim cánh cụt. Vậy thì em có nhận xét gì về đặc điểm sinh vật ở Nam Cực? Các em thấy thực vật thì hầu như không có, nhưng động vật thì thế nào? Thực vật ở đây hầu như không có, còn động vật thì rất là phong phú và đa dạng. Bởi vì sao vậy các em? Bởi vì động vật ở đây có khả năng chịu rét rất là giỏi, như hải cẩu nè, cá voi xanh và các loài chim biển. Chúng sống được ở ven các lục địa. Vậy thì vì sao các động vật ở đây lại phong phú và đa dạng? Chúng sống được là nhờ các loại sinh vật phù du ở ven biển. Nhưng động vật hiện nay đang đứng trước một nguy cơ bị tuyệt chủng rất là cao do con người săn bắt rất là nhiều. Các em thấy là đây là cảnh con người săn bắt cá voi rất là dã man. Như vậy chúng ta cần phải có biện pháp để bảo vệ các loại động vật quý hiếm, tránh nguy cơ bị tuyệt chủng. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của châu Nam Cực. Còn đặc điểm khoáng sản của châu Nam Cực nào? Các em hãy quan sát cho cô hình 47.1. Kể tên cho cô các khoáng sản quan trọng của châu Nam Cực. Gồm có than đá nè, sắt nè, dầu mỏ, uranium và khí tự nhiên. Như vậy, châu Nam Cực rất là giàu tài nguyên khoáng sản, than đá nè, sắt, đồng, dầu mỏ và khí tự nhiên. Các em có biết vì sao mà châu Nam Cực lại giàu tài nguyên khoáng sản như vậy không? Bởi vì trước đây châu Nam Cực không nằm ở vị trí như bây giờ, mà nối liền với các châu lục khác tạo thành một khối Gondwana khổng lồ. Nhưng sau này trải qua hàng trăm triệu năm thì châu Nam Cực đã trôi dạt về phía nam, mang theo toàn bộ tài nguyên khoáng sản của châu lục khác, nên là châu Nam Cực mới giàu tài nguyên khoáng sản. Như vậy ở phần 1, đặc điểm tự nhiên rất là quan trọng. Các em cần nắm cho cô về diện tích, giới hạn, khí hậu, địa hình, sinh vật và khoáng sản của châu Nam Cực. Vậy thì với một châu lục độc đáo như vậy,
thì lịch sử khám phá và nghiên cứu như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở phần 2 vài nét về lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực nhé. Đố các em, con người đã khám phá và đặt chân đến Nam Cực vào thời gian nào? Vào ngày 14 tháng 12 năm 1911, ông Roald Amundsen và đoàn thám hiểm Na Uy là người đầu tiên đặt chân đến Nam Cực, đó là vào thế kỷ thứ 19. Nhưng mà mãi đến thế kỷ thứ 20 năm 1957 thì Nam Cực mới được xúc tiến nghiên cứu. Châu Nam Cực được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất. Và theo các em, ở châu Nam Cực có cư dân sinh sống thường xuyên không? Ở đây không hề có cư dân sinh sống thường xuyên, chỉ có các nhà khoa học thôi. Các em nhìn nè, đây là trạm Amundsen của Hoa Kỳ, trạm Bellingshausen của Nga, trạm Casey của Úc, trạm McMurdo của Hoa Kỳ. Còn đây là hình ảnh tàu phá băng, trạm nghiên cứu Vostok của Nga và các nhà khoa học đang thăm dò địa hình dưới lớp băng. Các em có đoán được trong hình này có bao nhiêu lá cờ không? Là 12 lá cờ. Vậy theo các em, 12 lá cờ này có ý nghĩa là gì? Đó là 12 nước đã ký Hiệp ước Nam Cực vào ngày 1 tháng 12 năm 1959 với mục đích vì hòa bình và không công nhận những đòi hỏi phân chia lãnh thổ tài nguyên. Đây là tên của 12 nước đã ký Hiệp ước Nam Cực. Theo các em, vì sao mà họ phải ký Hiệp ước Nam Cực? Bởi vì các em thử tưởng tượng, nếu như mà với một châu lục toàn là băng tuyết như vậy, người ta đưa máy móc đến để khai thác tài nguyên, thì điều gì xảy ra với Nam Cực và xảy ra với chúng ta? Nhỉ các em nhỉ? Điều đó rất là nguy hiểm. Nó sẽ làm băng tan ra và ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đối với trái đất. Như vậy, châu Nam Cực được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất và chưa có dân cư sinh sống thường xuyên. Còn đây là đoạn nhật ký của nhà thám hiểm người Anh Robert Falcon Scott. Ông sinh năm 1862 và mất năm 1912. Scott người Anh là một nhà thám hiểm Nam Cực nổi tiếng. Ông được đặt chân tới Nam Cực vào ngày 18 tháng 1 năm 1912. Người đầu tiên đến Nam Cực là nhà thám hiểm Na Uy Amundsen vào ngày 15 tháng 12 năm 1911. Song trên đường trở về nhà, ông đã chết vì lạnh và kiệt sức. Sau đây là đoạn nhật ký của ông. Thứ Sáu ngày 16-27 tháng 3 năm 1912, tôi đã mất hoàn toàn khái niệm về ngày tháng. Cái lạnh thật khủng khiếp, giữa trưa mà vẫn âm 40 độ C. Chúng tôi luôn nói về trạm nơi để thức ăn chỉ cách đây vài mươi cây số, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng không một ai trong chúng tôi hy vọng đến đó được. Kể cả lúc bước đi, người tôi cũng không thể nóng lên được. Chúng tôi chỉ dừng được sưởi ấm mỗi khi dừng lại để nấu ăn. Bão tuyết đang nổi lên và ngày mai nó sẽ ngăn chân tôi lại. Vì thế chúng tôi cố đi nhanh nhưng không thể lê bước nhanh hơn được. Thứ Ba ngày 29 tháng 3, từ ngày 21 bão tuyết có dịu đi. Đã nhiều lần chúng tôi định lên đường nhưng tuyết vẫn cứ đổ xuống dày hơn. Bây giờ thật sự là tuyệt vọng. Chúng tôi cứ yếu dần đi và cái chết ngày càng đến gần. Thật là đáng sợ. Tôi không thể viết thêm được nữa. Và sau khi viết thêm đoạn nhật ký này thì ông đã chết cùng với đoàn thám hiểm của mình gồm 5 người. Có thể nói, để cống hiến cho nhân loại những kiến thức khoa học vô cùng quý báu ngày hôm nay về châu Nam Cực, các nhà khoa học đã phải hy sinh cả mạng sống của mình. Hôm nay chúng ta được học những kiến thức này, chúng ta phải biết trân trọng và biết ơn các nhà khoa học đã cống hiến cho nhân loại những kiến thức vô cùng quý báu. Và đây là một vài hình ảnh của Robert Scott. Hình ảnh ông đang ngồi viết nhật ký. Còn đây là đoàn thám hiểm gồm có 5 người, trong đó có Robert Scott. Còn đây là hành trình thám hiểm đầy gian khổ. Có thể nói rằng để có được những kiến thức quý báu như ngày hôm nay, phải nói rằng đó là một sự hy sinh rất lớn. Biết đâu sau này các em sẽ trở thành những nhà thám hiểm nổi tiếng, không ngại hiểm nguy để cống hiến cho nhân loại. Các em có biết ai là người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực không? Đó chính là tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền, người Việt Nam đầu tiên cắm cờ ở Nam Cực vào tháng 9
năm 1992. Và ngoài ra, một đại diện nữ đầu tiên đặt chân đến Nam Cực đó là cô gái Hoàng Thị Minh Hồng đến Nam Cực vào năm 1997. Cô được tham gia chuyến thám hiểm Nam Cực do UNESCO tổ chức nhân dịp thành lập 50 năm UNESCO vào tháng 1 năm 1997 với mục tiêu kêu gọi cộng đồng toàn thế giới cùng hành động bảo vệ châu Nam Cực và bảo vệ môi trường toàn cầu, chống biến đổi khí hậu. Hoàng Thị Minh Hồng là đại diện nữ duy nhất của Việt Nam tự hào giương lá cờ tổ quốc tại Nam Cực trong chuyến thám hiểm Nam Cực mang tên Thách thức Nam Cực năm 2007, rất tự hào phải không các em? Chúng ta đã học rất là nhiều kiến thức, nhưng quan trọng nhất trong bài học ngày hôm nay là các em cần nắm cho cô phần 1, đặc điểm tự nhiên. Và để nắm rõ hơn phần này, cô và các em cùng làm bài tập. Các em hãy chọn những cụm từ có sẵn để điền vào chỗ trống. Sau đây, vị trí địa lý, từ vòng cực nam đến cực nam, khí hậu lạnh giá khắc nghiệt, nhiệt độ thấp, khí áp cao, nhiều gió bão, địa hình cao nguyên băng khổng lồ, sinh vật, thực vật không có, động vật phong phú. Và để ôn tập kiến thức kỹ hơn thì các em sẽ cùng cô tham gia một cái trò chơi ô chữ này nè. Các em chỉ cần kích vào từng ô số để chọn câu hỏi. Số 1 có 9 chữ cái, đây là một đại dương tiếp giáp với châu Nam Cực, chính là Ấn Độ Dương. Ô số 2 có 5 chữ cái, đây là nguyên nhân sinh ra nhiều gió ở Nam Cực, đó chính là áp cao. Ô số 3 có 10 chữ cái, đây là tên một loại khoáng sản ở Nam Cực, chính là khí tự nhiên. Ô số 4 có 6 chữ cái, đây là tên gọi của khu đất liền có diện tích rộng hàng triệu km vuông, có biển và đại dương bao quanh. Các em có nhớ không? Đây là kiến thức rất là cũ, chính là lục địa. Ô số 5 có 9 chữ cái, một loại động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng ở Nam Cực, chính là cá voi xanh. Còn ô số 6 có 9 chữ cái, công việc các nhà khoa học khi đến Nam Cực. Các nhà khoa học đến Nam Cực chủ yếu chỉ là nghiên cứu. Ô số 7 có 7 chữ cái, châu Nam Cực thuộc môi trường này trên trái đất là gì các em? Đó chính là đới lạnh. Và các em có thể đoán ra được từ khóa không? Đây chính là cực lạnh. Về nhà các em học và trả lời bài theo câu hỏi cuối bài, làm bài tập trong bản đồ, chuẩn bị trước cho cô bài mới, bài 48 Thiên nhiên châu Đại Dương, và sưu tầm tranh ảnh về lục địa Australia, tìm hiểu khí hậu lục địa Australia, sưu tầm hình ảnh tìm hiểu nguồn gốc hình thành các đảo, tìm hiểu các loài sinh vật độc đáo các đảo, và phân tích cho cô hai biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa, trạm Guam và trạm Numela, rút ra nhận xét về khí hậu. Bài học đến đây kết thúc. Cảm ơn các em học sinh đã lắng nghe. Chúc các em học thật tốt nhé.